Thưa quý vị, vào sáng ngày 2 tháng 12, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Hoàng Chi giữ chức vụ trụ trì chùa An Long, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự quang lâm chứng minh tham dự của Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ban trị sự huyện Lấp Vò, Tông môn chùa Vạn Đức thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo chính quyền các cấp. Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Huệ Thủ, Ủy viên Thường trực Ban trị sự tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò, Trưởng Ban tổ chức, Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh công bố quyết định số 20 ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp về việc bổ nhiệm Hòa thượng Thích Hoàng Tri giữ chức vụ trụ trì chùa An Long. Sau đó, thay mặt Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Hòa thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quyết định đến Hòa thượng Tân trụ trì. Sau khi nhận quyết định, Hòa thượng Tân trụ trì đã phát nguyện suốt đời phụng sự Tam Bảo Hoằng Pháp Lợi Sanh, làm tròn nghĩa vụ của một sứ giả Như Lai, và nơi nào có duyên Hòa thượng Tân trụ trì sẽ đem lời giáo huấn của bổn sư Tức Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh để kiến lập đời sống tâm linh thực tu thực hành với việc ăn chay niệm Phật tụng kinh và cùng với chính quyền nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Đạo từ buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhật Quang, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự tỉnh nhấn mạnh, nơi đây là quê hương của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, đệ nhị Chủ tịch Hội đồng trị sự, tông phong tổ định Vạn Đức tiếp nhận chùa An Long đã làm nên một dấu ấn rất lớn tại mảnh đất nơi này. Hòa thượng rất hoan hỷ và tin tưởng rằng Hòa thượng Tân trụ trì sẽ phát huy những lời dạy của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh để chùa An Long ngày càng trang nghiêm, trở thành nơi gửi gắm tâm linh cho bà con đồng bào Phật tử gần xa.